Xin chào cả nhà đến với kênh Kiên Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay mình sẽ ra ngoài vườn và thu hoạch cải bẹ xanh dưới ông ngoại đem về dăm bây giờ đã rất là tốt rồi. Bây giờ xin mời cả nhà cùng mình ra thu hoạch nha. Cả nhà đoán thử cái gì trong cái hộp này nha. Cái hộp này là gì đấy? Cây hoa sứ nho nhỏ. Một cây này là khoảng 26 đồng với cả nhà. Mình mua online rồi người ta ship về cho mình. Có cái cây ta để sẵn vậy cho nó không có bị gãy ha. Không. Hay quá. Cái này có găng tay. Nghe yeah, một găng tay nè. Cái đó mẹ nghĩ là không gì nó dơ hộp. Nó có cái cũ vậy. Thì ở thì nó dơ hộp chứ mẹ. Ừ. Đủ kiểu để quay hết. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Em nhỏ nhỏ em xinh xinh. À nó gỡ về mình hên xui thôi, nhiều khi nó gỡ chung. Mình mua cây này là nó lai màu vàng với màu hồng đấy cả nhà. Thấy thích quá cho nên mua. Ồ mà nó ship về cũng đúng ngày sinh nhật của hai đứa nhỏ ấy. 29 tháng 4 2003, 2023 luôn. Vậy hai phụ à, giỏi ghê ha. Không biết vô có mình mẹ, bây giờ ra có hai người phụ luôn. Em nó check kìa. Anh nói là còn dơ đó chị hai kìa. Ai con gái lắm lần đầu tiên mà hút bụi nè. Thử quay để làm kỷ niệm chứ. Đó con gái. À, nó làm để ôi giời da, con gái nó hút bụi phải check thử nó sạch chưa nữa chứ. À, hoa đẹp quá thôi. Hoa sao mà đẹp thế nè. Giờ cho cây ra ngoài hết rồi nè. Hoa rất là đẹp nè, nở đang nở lên nữa nè. À. Mua cái khác này cả nhà ơi. Đi về đây. Oh, rock. Nè. Để rình ra nha, để rình ra coi thử vừa không. Này mua làm cái nhì rồi đó, cái kia phải trả lại nhỏ quá. Này nó có hai cái sắt này nè. Để ghim xuống đất á cho nó không có bay á. Nha. Nó có lỗ chỗ nào ta? Đây nè, nó có lỗ này cả nhà. Để mình ghim xuống mình móc nó vô. Móc nó vô này, này. Mình ghim xuống. Yeah. Đó. Để ghim xuống. Ok. Hy vọng nó vừa đó cả nhà, này bự lắm. Bự lắm nè. Bự đi nè. Đó, đẹp rồi đó cả nhà thấy chưa? Cái này vừa cả nhà. Bự rồi. Bự rồi. Và đây là những cái cây mình đã đem ra ngoài. Ổi của mình lớn chừng này rồi nè cả nhà. Hy vọng là tới hết năm nay cũng biết có trái không, nó mỏng manh quá. Còn cây này bữa trước đêm qua nó nhiệt độ nó xuống thấp, xuống 38 độ cho nên nó hơi héo. Nhưng mà mai mốt mình cũng cắt nhánh, cắt này này cho nó nứt ra. Cắt cái này là mình dăm. Mình dăm ra được ba chậu nè. Ồ, đem xuống cho ông ngoại một chậu rồi. Còn đây còn dăm ra được ba chậu. Ba chậu bồ ngót. Rồi tối là sao mà về có lá nó thảm vậy. Đây, đó. Chanh của mình nè. Đây, chanh của mình. Còn cái này cây thanh long của dưới cô Thu đem về đây này cả nhà. Không biết cái này mình nên bứt, nên bẻ cho nó nứt lên này hay là sao ta. Cũng không biết nữa. Cái này nhánh này nên nứt, nên bẻ không. Đây này cả nhà thấy không. Không biết cái này có nên bẻ không là để nó lớn. Tại vì không thấy nó nứt ở đây mà nó lại nứt ở đây. Không biết cả nhà ai có kinh nghiệm nên chia sẻ cho mình biết nha. Cái này cái nên bẻ không ai để nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Đây còn cái này là mình dăm một cái ngoài này thử như thế nào. Hoa lài của mình ra nước lá rồi nè. Nước thêm nhánh lá mới nè. Nước nhiều nhánh lá mới nè. Đây nữa nè. Yeah. Đây nữa. Ô nước bông chứ. Nước bông ra đó. Còn cái cây này cũng vậy, nó lạnh quá nó chịu không nổi. Lá xanh
Đây, mình trồng bông bằng trước đó, mình thấy nó dư quá, mình cắt ra mình dăm lên đây. Chứ không muốn nó dư. Rồi mình thay đất cho những cái cây mà mình mới gì đem ra ngoài nè. Chanh, nhìn đủ tắc, quýt gì mình ưa cũng không nhớ nữa. Cây lá cẩm, cây ớt chỉ thiên. Đây những cái ớt nè, jalapeno nè. Mình cũng ương ra đây, nghệ đem vô nhà nó mới bị vô để hơi lâu nó bị tạt ra. Ớt nữa nè. Đây salad bên này của mình nó lớn rồi nè. Salad tím. Chà, cây này nó ngã vậy. Để lấy cái cây dừng nó lên. Để giống cái cây này mà ngã rồi. Còn cây Mỹ của mình đang ương nè. Cây Mỹ mình ương đây. Bây giờ sẽ đi trồng những cái hạt dọc. Đây là cải ngọt mình đã gieo và ương rồi, dăm ra rồi. Còn táo cũng nứt lá rồi. Còn bên này là ngò. Ngò đây. Còn cái táo này sao em chưa thấy nứt lá nữa. Đây, cải ngọt mình dăm ở dưới này. Còn hồng cũng chẳng thấy nứt lá luôn. Cái hồng bên này cũng không thấy nứt lá. Ngộ vậy ta, không biết sao. Cái táo này nứt lá nè, nứt lứt tốt luôn. Cái bè xanh của mình này cả nhà ơi, nó mơn mởn nhìn đã quá ha, lá to. Nhìn thấy ghiền. Cuối tuần này sẽ đổ bánh xèo thôi. Con gái nhà mình thích ăn bánh xèo lắm cả nhà ơi. Mà bánh xèo mẹ chiên thì mới chịu ăn. Tại vì sao? Tại vì không có bỏ giá, không có bỏ tôm, chỉ chút thịt thôi. Vậy đó. Ăn khó lắm. Thích ăn bánh xèo nhưng mà lại không có ăn tôm, không có ăn rau. Thời tiết đầu tháng 5 ở đây còn lạnh lắm. Buổi tối cẩn chặn dạng 5 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng là còn từ khoảng 40 đến 45 độ. Ban ngày buổi chiều thì ấm khoảng 65 tới 7 mấy độ lận. Mà buổi tối hơi lạnh lạnh đó, cho nên cây rau cải rất là thích. Nó không có già liền á. Lá nó bự nhưng mà rất là giòn, giòn rụm ha. Bốt lên cái nhiều khi nhổ lên không nó bẻ nó nhánh ra luôn. Đó. Nhánh nó giòn quá mà. Nên mình lấy xuống mình phải đào lên á. Nhìn thấy đã không cả nhà? Nhìn rau thì sướng nè. Thu hoạch rau là cái lúc mà hạnh phúc nhất của người làm vườn phải không cả nhà ha? Khi mà thành quả nó được bù đắp lại những cái công khó của mình nè. Cái bụi này ngon nè. Cái bụi này lá bự mà rất là non nha cả nhà. Nhìn thấy ghiền á. Salad đó thì chỉ có thu hoạch được nó sao ha, nó còn lách nó chậm hơn cải xanh đó cả nhà. Cải xanh thì nó tốt, nó sợ mà cải lách thì nó vẫn còn nó giòn còn, còn nhỏ non mà giòn. Mùa xuân ra sao làm vườn là có nghe tiếng chim hót nữa. Mình vừa làm vườn mà chim hót cho mình nghe nữa. Thú vị quá cả nhà ha. Chỉ thích nhất là cái lúc mà mùa xuân với mùa thu cả nhà. Mùa hè thì hơi nóng, ra làm vườn cũng khó. Chứ mùa này ra làm vườn mát mẻ lắm. Trời nó se se lạnh đó cả nhà. Cỡ buổi sáng hay buổi chiều mát á. Chứ còn bữa trưa thì cũng không có làm vườn được, không có nhổ, không có thu hoạch được đâu. Tính ra cải này khi đem với ông ngoại về là cỡ 20, hai mấy tháng 3. Mà bây giờ đầu tháng 4, đầu tháng 5 là đã thu hoạch rồi. Dạ, được khoảng cũng
một tháng 5 tuần ha, 5 tuần, 5 tuần là mình thu hoạch được rồi. Cũng lại cả nhà ha, cái đất này thì bây giờ mình sẽ làm giống như là mỗi mùa đông mình sẽ đào, mình sẽ đào lên, cái mình bỏ thức ăn, vỏ trái cây, vỏ rau này kia đó, rác thải nhà bếp á, xong rồi mình bỏ xuống, xong mình bỏ thêm cái lớp lá khô lên, xong rồi mình lắp đất lại. Thì khi mình mùa hè mình trồng rau thì rất là tốt, mình không có cần mua đất nữa, chỉ cần mỗi mùa đông hơi chịu khó chút là ra đào, xong rồi bỏ đồ ăn xuống, cứ vậy đó, mình lắp hết chỗ này, xong rồi lắp chỗ khác, lắp hết thôi. Bây giờ cho nên nó rau trồng rất là tốt cơ cả nhà. Cả nhà nhìn thấy đó, sao đất nó mơn mởn, cải xanh giòn giòn mà không già nhá. Nhìn thấy mê. Hôm nay mình thu hoạch chừng này thôi, mình mấy cây còn non á, mình chưa có cắt, mình cắt những cái già thôi, không phải già lắm, nhưng mà cái lá bự á mình lựa mình cắt. Đây, lúc nãy mình đã thu hoạch được nhiêu đây cả nhà, một rổ đầy luôn, cái bự không cả nhà, cái bệ nè, hôm nay là mình không có để cho nó lớn nữa mình không có thích, tại vì mình nấu canh hay là ăn đậu bánh xèo thì cỡ này được rồi, còn nếu mà muốn làm cải chua này kia thì mới để bự, mà cải giống này để chua rất là ngon đó cả nhà, lá rất là ngon. Lúc trước á, mình có cái loại cái giống cải mà nó mỏng manh lắm, nó nhỏ là lại già rồi, còn loại này với ông ngoại đó, giống ở đâu ông ngoại có đem về đây, xong rồi mình trồng rất là thích, cái lá nó bự lắm, ngon lắm cả nhà. Một rừng cải xanh, cải cây. Cái này mình vô mình dậy nấu canh mà vừa ăn sống đổ bánh xèo cũng rất là thích luôn. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Xin chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video kế tiếp. Bye bye. Nấu canh xanh, rau cải xanh ngon quá.